Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, Hành trình vươn xa. Tin vào quan niệm luân hồi của người xưa, hãy nghĩ xem bao nhiêu người vợ và người chồng cũ sẽ xếp hàng để chào đón chúng ta. Có lẽ có ai đó có thể có 1 triệu người vợ đang chờ đợi anh ta. Trong chương thứ 22 của sách Matthew cho biết, vậy lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào. Sách Matthew chương 22, mục 28-29. Kinh Thánh đang nói về các quy luật tinh thần và tâm linh. Thế giới hiểu nó theo nghĩa đen và nghĩ rằng bởi vì một người phụ nữ đã kết hôn với 7 anh em ở đây trên cuộc đời này, họ đang tự hỏi cô ấy sẽ là vợ của ai trong số 7 người, vì tất cả họ đều đã có cô ấy hoặc đã kết hôn với cô. Theo phong tục thời đó, nếu một người đàn ông chết không để lại con cái gì, em trai anh ta sẽ cưới người vợ quá để nối dõi tông đường. Nếu chết không để lại con gì thì người em kế tiếp lấy chị để sinh con nối dõi, vân vân. Điều này không liên quan gì đến hôn nhân thể xác, nó đề cập đến hôn nhân của tâm trí. Bất cứ điều gì bạn kết hợp với tinh thần và chấp nhận hoặc tin tưởng là một cuộc hôn nhân tinh thần. Bạn có thể có những cuộc hôn nhân sai lầm, tức là bạn có thể tin vào một ý tưởng sai lầm và bạn sẽ có con vì điều đó. Những đứa trẻ sẽ là sức khỏe, sự giàu có, công việc kinh doanh và mối quan hệ xã hội của bạn. Nói cách khác, Kinh Thánh luôn nói về cái chết tâm lý, nghĩa là bạn phải chết đi con người hiện tại của mình trước khi bạn có thể trở thành con người mà bạn mong muốn trở thành. Tôi đã từng đưa ra lời khuyên cho một chàng trai trẻ, người đã mất 5 vị trí trong 5 tháng. Anh ta uống rượu quá mức, vô trách nhiệm, cầu thả, lười biếng, sắc sược, thô thiển, thiếu hiểu biết và thiếu nhiệt tình. Anh ấy tin vào một thiên đường xa xôi, một nơi mà bạn sẽ đến khi bạn chết. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy có thể chứng minh thiên đường đang ở đây. Anh ấy làm theo lời khuyên của tôi và tham gia một khóa học về diễn thuyết trước công chúng và một khóa học khác ở trường buổi tối, nơi mà với sự siêng năng, sáng kiến cá nhân và ứng dụng, anh ấy đã học được những kiến thức cơ bản của thế giới thương mại. Anh ta bắt đầu cầu nguyện để được hướng dẫn và thịnh vượng bằng cách tuyên bố những phẩm chất này. Anh bắt đầu dần dần chết đi con người cũ và khoác lấy con người mới. Anh ấy đã phát triển lòng nhiệt tình, sự kiên trì và trở thành quản đốc của cửa hàng. Anh ấy hạnh phúc, thiêng liêng và vui vẻ biết bao. Anh ấy đang sống trên thiên đường, tức là anh ấy trải nghiệm sức khỏe, sự hài hòa và biểu hiện chân thực. Tại sao trì hoãn điều tốt lành? Thiên đường ở đây trong bạn. Hòa bình không biến mất khỏi mặt đất. Hòa bình là của Chúa và Chúa ở trong bạn. Nó vượt thời gian, không tuổi và không gian. Hòa bình ở đây bây giờ trong tâm trí của bạn. Hãy lắng nghe Đức Chúa Trời của sự bình an và hãy để dòng sông bình an của Ngài chảy qua bạn như một dòng suối mùa hè. Bạn không cần phải rời khỏi mặt phẳng này để trải nghiệm sự bình yên, niềm vui, hạnh phúc hay nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, bạn phải chết về tinh thần và tâm lý. Điều đó có nghĩa là bạn tách mình ra khỏi những ý tưởng sai lầm khác, những quan điểm sai lầm và những ý tưởng kỳ quặc về Chúa. Ý tưởng của bạn kiểm soát, chi phối và cai quản bạn. Tôn vinh hòa bình, tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa. Sống với những ý tưởng này, kết hôn với họ bằng cách cảm hóa họ trong tâm trí của bạn. Bạn có thể lên thiên đàng bây giờ chứ không phải khi bạn chết. Không có sức mạnh biến đổi trong cái chết. Yêu thích sự trung thực, chính trực, công bằng, thành công, hòa bình và hạnh phúc. Di chuyển hướng tới những lý tưởng trong tâm trí của bạn. Tình yêu sẽ đưa bạn đến đó. Khi bạn hợp nhất với những ý tưởng này trong tâm trí của mình, sẽ có một cuộc hôn nhân thiêng liêng và những đứa trẻ sinh ra sẽ là nơi ở đích thực, sung túc và an toàn. Cuộc hành trình của tất cả mọi người là hướng về phía trước, hướng lên và hướng tới Thượng Đế. Thăng tiến là quy luật của cuộc sống. Khi con người rũ bỏ cơ thể vật lý, anh ta bước vào chiều thứ tư, nơi anh ta có tiêu điểm chiều thứ tư. Có như Phao-lô nói, lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Sách Cô-rinh-tô quyển 1. Cái chết của cơ thể vật lý giống như một cuộc hành trình
đến một thành phố mới hoặc một chiều kích mới của tâm trí. Tôi thích những lời này từ ca khúc Thiên Thần. Không bao giờ tinh thần được sinh ra, tinh thần sẽ không bao giờ ngừng tồn tại. Chưa bao giờ là không có thời gian, kết thúc và bắt đầu là những giấc mơ. Tinh thần bất sinh, bất tử, bất biến. Cái chết không chạm vào nó chút nào, mặc dù ngôi nhà của nó dường như đã chết. Không, nhưng giống như một người bỏ đi chiếc áo choàng sờn cũ của mình và lấy những chiếc áo choàng mới, nói rằng tôi sẽ mặc những chiếc áo này hôm nay. Vì vậy, khoác lên bởi tinh thần, nhẹ nhàng tô điểm nó bằng xác thịt và vượt qua để thừa hưởng một cuộc sống mới. Nói rằng một người không thể cầu nguyện ở chiều không gian tiếp theo và thăng tiến về mặt tâm linh sẽ là hạn chế đấng thánh. Sự luân hồi hoặc đi đến chỗ không biểu hiện để biểu hiện, hoặc để khách quan hóa hiện diện lớn hơn, có thể diễn ra ở đó cũng như ở đây. Điều gì đúng trên một mặt phẳng thì cũng đúng trên mọi mặt phẳng. Chúng ta mang theo trạng thái ý thức của chúng ta. Chúng ta đã được gặp gỡ bởi những bàn tay yêu thương ở đây khi chúng ta bước vào thế giới chiều thứ ba. Thật hợp lý khi cho rằng chúng ta sẽ gặp những người thân yêu của mình ở chiều không gian tiếp theo khi chúng ta đến đó sau khi rời khỏi thế giới này. Chúng ta không bao giờ nên thực sự đau buồn hay thương tiếc cho những người thân yêu. Bằng cách tỏa ra những phẩm chất của tình yêu, hòa bình và niềm vui cho người thân yêu đã qua đời ở chiều không gian tiếp theo, khi đó chúng ta đang cầu nguyện cho người thân yêu một cách đúng đắn. Chúng ta đang nâng người khác lên trong ý thức của mình. Điều này thực sự mang lại ban giàu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Sách Ê-sai chương 61 mục 3. Chúng ta vui mừng trong ngày sinh nhật mới của họ, biết rằng có sự hiện diện của Chúa ở nơi họ đang ở. Ở đâu có Chúa, ở đó không thể có sự giữ. Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Sách Mác chương 12 mục 27. Tại sao các ngươi tìm kiếm người sống giữa những người chết? Nhận ra những người thân yêu đã qua đời đang sống trong trạng thái tươi đẹp và yêu thương thì bạn đang nâng họ lên, cảm nhận được lời cầu nguyện của bạn và do đó họ được ban phước. Chúng ta làm cho họ hạnh phúc bằng lời cầu nguyện khoa học của chúng ta thay vì cảm thấy rằng họ đã chết và không còn nữa, và mồ mả của họ là nơi đặt thi thể của họ chỉ bằng một tâm trạng bên trong. Hãy nhìn thấy họ đang ở trong một trạng thái đẹp đẽ không thể diễn tả được. Người thân yêu của bạn và tất cả những người bạn biết trên trái đất, cũng như tất cả những người đã rời xa mặt đất từ lâu, vẫn đang sống ở chiều không gian tiếp theo. Chẳng hạn, một đứa trẻ có lẽ đã chết trong bụng mẹ hoặc sống được một ngày là một nốt nhạc duyên dáng trong bản giao hưởng vĩ đại của mọi tạo vật. Âm nhạc tình yêu trong bản giao hưởng thiên thể của các tinh cầu. Nhờ tình yêu, đứa trẻ trở nên một với mẹ, anh chị em và với tất cả những người hữu hình và vô hình. Đứa trẻ đã sống trong một giờ hoặc đã chết trong bụng mẹ sẽ lớn lên, mở rộng và mở ra ở chiều không gian tiếp theo. Bạn sẽ gặp lại đứa trẻ. Tuy nhiên, đứa trẻ sẽ không còn là một đứa trẻ mà nó sẽ trưởng thành và trưởng thành hoàn toàn. Chúng ta là một. Nhiều con người rõ ràng là riêng biệt, là những nốt nhạc và hợp âm của bản giao hưởng vĩnh cửu của tạo hóa. Những người thân yêu đã qua đời vẫn sống và sẽ sống mãi vì Thượng Đế là sự sống và đó là sự sống của họ. Họ đang hoạt động theo chiều thứ tư. Thông qua tình yêu, bạn là một với họ. Hãy biết rằng họ đang đắm chìm trong sự toàn năng thánh thiện của Đức Chúa Trời và hãy yên tâm rằng Chúa Giê-xu, người nhạc trưởng vĩ đại, dẫn dắt họ trong bản giao hưởng vĩ đại của mọi tạo vật. Tất cả mọi thứ trong thế giới tương đối này của chúng ta đều là biểu hiện của tuyệt đối. Cuộc sống duy nhất được thể hiện trong vô số cách. Tất cả đều là một thực tại, một trong nhiều và nhiều trong một. Những biểu hiện rõ ràng, riêng biệt là những nốt nhạc trong bản giao hưởng lớn có một sự khác biệt trong các ghi chú. Chúng được nhóm khác nhau thành hợp âm và hòa âm. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng bản giao hưởng là một nốt nhạc duyên dáng. Các nốt trầm và các nốt được sử dụng để tạo thành một phần của hợp âm mở đầu tuyệt vời, không tách rời nhau. Tất cả đều là bản giao hưởng. Bản giao hưởng là một và không thể chia cắt. Thành phần là một thực tế. Mỗi nốt nhạc chia sẻ vẻ đẹp, niềm vui và cuộc sống của mọi nốt nhạc khác. Cuộc sống của toàn bộ là trong từng nốt nhạc. Bộ phận ở trong tổng thể
và toàn bộ ở trong bộ phận. Bạn là bản giao hưởng vĩ đại. Bạn, tức là con người thật của tôi, là đấng tạo hóa và là bài thánh ca của sự sáng tạo, thực tại tối cao, chia sẻ sự sống của vạn vật. Mọi nơi trên thiên đường đều là thiên đường, mặc dù ân điển của đấng tối cao không ngự trị ở đó chỉ sau một lần. Bí ẩn của thực tại tối hậu là sự đa dạng trong sự thống nhất. Hãy vui mừng trong hành trình trở về với Chúa, không có nơi nào khác để đi, đó là hành trình duy nhất. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, Hành trình vươn xa, và nội dung của chương 8 cũng khép lại toàn bộ nội dung của cuốn sách Ý nghĩa của sự luân hồi của tiến sĩ Murphy. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Tạm biệt và trân trọng cảm ơn.